Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng thì mẹ người và anh em người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thương người rằng: Kìa, mẹ ngài và anh em ngài đang đứng tìm ngài ngoài kia. Nhưng người trả lời kẻ ấy rằng: Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ ta và là anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý cha ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ ta vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bà anh chị em, ai mà đã từng xa nhà, xa quê hương thì để mà đôi khi xa quê hương vì công ăn việc làm phải tha phương cầu thực để mà tìm miếng cơm manh áo, hoặc là đi học xa thì sẽ rất là nhớ về quê hương, nhớ nhà, đặc biệt là nhớ cha, nhớ mẹ và nhớ anh em, người thân của mình. Mới đây chúng ta thấy trên mạng người ta loan truyền một cái clip về những người trong dịch Covid-19 bị nhiễm hoặc nghi lây nhiễm để phải sống trong khu cách ly, đi làm xa quê hương, rồi bị nhiễm bệnh, rồi phải sống trong khu vực cách ly để trị bệnh. Thì họ đã khóc, họ nhớ nhà, nhớ quê hương, đặc biệt là nhớ cha, nhớ mẹ và anh em. Có một người ở trong khu cách ly còn nói: Thấy khoảng cách gần mà xa, muốn về mà không được. Vì thế mà chúng ta cho dù đi đâu xa mà mình gặp được một người quen, một người đồng hương cùng tỉnh thôi, mình cũng cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc. Nếu mà đi xa mà gặp được người thân hay người thân đến thăm thì càng vui mừng và hạnh phúc biết bao. Vậy thì trong bài tin mừng hôm nay, Đức Mẹ và các anh em, những người anh em Chúa Giêsu đến thăm thì được người ta báo cho Chúa biết là có mẹ và anh em người ở ngoài đang thăm người. Thì Chúa Giêsu chỉ các môn đệ mà nói: Đây là mẹ ta, đây là anh em ta. Là những người biết nghe đời ta mà đem ra thực hành. Mới nghe câu nói, ai mà mới nghe câu nói của Chúa Giêsu hôm nay thì mình cảm thấy Chúa nói một cái câu nó hơi phũ phàng, một cái câu giống như là vô tình. Nếu mẹ là mẹ đến, anh em đến thăm, mình phải chạy ra tay bắt mặt mừng, chạy ra làm hạnh phúc lắm. Sao nói câu đây là mẹ ta, đây là anh em ta khi chỉ các môn đệ? Vậy thì Chúa Giêsu có làm giảm giá đi cái sự hiện diện của Đức Mẹ và các anh em người không? Thưa không. Nếu như chúng ta hiểu rõ là Chúa Giêsu không xem nhẹ sự hiện diện của Đức Mẹ mà Ngài còn nâng Đức Mẹ lên cao hơn. Ngài còn khen Đức Mẹ: Ai là anh em ta, ai là mẹ ta? Là những người biết nghe lời ta mà đem ra thực hành. Vậy thì Chúa Giêsu muốn khen Đức Mẹ Maria là người biết nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Thật vậy, trong cuộc sống có ai mà thực hành lời Chúa hơn Đức Mẹ? Ai sống được như Đức Mẹ? Như trong tin mừng nói, Đức Maria ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Vậy thì thật, Chúa đã khen mẹ Maria và các anh em người. Đây là những mẫu gương về việc thực hành lời Chúa cho chúng ta. Vậy thì thái độ và lời nói của Chúa Giêsu trong câu nói hôm nay không phải là để vô tình hay là một câu nói phũ phàng, mà là Chúa nhằm đề cao những người biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành.
Chúa quý trọng những người biết nghe lời Chúa và đem ra thực hành hơn là những mối quan hệ huyết thông. Vậy thì Thánh Matthew hôm nay không nói là Đức Maria và các anh em Chúa Giêsu đến tìm người vì lý do gì. Thì cho dù là lý do gì đi thì điều đó cũng không cần thiết. Cho bằng là Chúa Giêsu nhân dịp này Ngài muốn bộc lộ một cái tư tưởng về cái một gia đình mới, về một mối liên hệ mới trong một cái gia đình mới, đó là liên hệ trong anh em, trong đức tin. Một cái gia đình thiêng liêng, gia đình đó là mẹ và là anh em Chúa, đó là những người biết nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Hay nói cách khác là Chúa coi như một sự so sánh giữa gia đình huyết thống và gia đình đức tin. Gia đình đức tin phải được coi trọng hơn là gia đình huyết thống. Vậy thì Thánh Matthew mô tả cho chúng ta thấy mẹ và anh em người đứng ở phía bên ngoài, còn các môn đệ là những người nghe giảng đứng ở bên trong. Hay nói một cách khác là Chúa Giêsu cho biết nếu chỉ dựa vào liên hệ huyết thống thì chưa phải là người thân thiết, chưa phải thuộc về gia đình của Thiên Chúa, mà là gia đình của Thiên Chúa phải là những người có liên hệ trong đức tin. Gia đình của Thiên Chúa là những người biết nghe lời Chúa mà đem ra thực hành, đó là một đại gia đình thiêng liêng. Qua đó Chúa Giêsu muốn gửi cho chúng ta thấy một cái thông điệp mỗi người chúng ta đều có và đang hoặc đều có thể trở thành gia đình đức tin này của Thiên Chúa, không loại trừ ai. Tất cả mình đều là có thể là anh em, là mẹ của Chúa nếu chúng con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Vậy chắc chắn rằng qua lời Chúa hôm nay cho chúng ta xác tín một điều là mỗi người mình đang sống trong một gia đình đức tin, có Chúa là anh em. Vậy ước mong mỗi người mình luôn ý thức trong cuộc sống của con, không chỉ nghe lời Chúa, chỉ đọc lời Chúa, mà con còn phải sống lời Chúa. Như trong thích sách tin mừng có nói, nếu con biết sống và thực hành lời Chúa thì thật là phúc cho con. Amen.